Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Kia Sonet Một mẫu xe gầm cao hạng A Được lắp ráp tại Việt Nam Hôm nay là những ngày đầu tháng 11 Như vậy là chỉ còn gần một tháng nữa Là hết chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ Cho xe lắp ráp Anh em nào đang quyết định mua chiếc Kia Sonet Nói riêng và các mẫu xe lắp ráp nói chung Thì anh em nên triển khai sớm để chủ động vì hiện tại thời điểm này đã bắt đầu có một số những mẫu xe khan hàng rồi, giá bán đã bắt đầu đẩy lên rồi. Hôm nay là những ngày đầu tháng 11, chính sách bán hàng dành cho mẫu xe Kia Sonet đã có sự thay đổi. Cụ thể là giảm thêm tiền mặt cho tất cả các phiên bản Kia Sonet. Cụ thể mức giảm chi tiết như thế nào thì mời anh em cùng xem chi tiết video. Em sẽ cập nhật chi tiết cho anh em về khuyến mại, giá xe ra bị số bánh cùng với những thông tin trả góp để anh em tham khảo. Em xin phép điểm qua một số những thông tin cơ bản về mẫu xe Kia Sonet để anh em nắm được. Kia Sonet có tất cả là 3 phiên bản để anh em lựa chọn. Phiên bản thấp nhất đó là bản Deluxe, phiên bản thứ hai đó là bản Luxury và phiên bản thứ ba đó là phiên bản Premium. Phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật chi tiết cho anh em về thông số kỹ thuật cũng như là chỉ sách bán hàng. Đó là chiếc Kia Sonet bản AT Deluxe, phiên bản thấp nhất. Phiên bản này có thông số kỹ thuật cụ thể như sau. Xe có chiều dài là 4120 chiều rộng là 1790 và chiều cao là 1642 mm. Trục cơ sở của xe là 2500 mm, khoảng sáng gầm là 20,5 cm. Xe sử dụng động cơ 1.5 kèm hộp số vô cấp CVT dẫn động cầu trước cho công suất cực đại là 113 mã lực tại vòng tua 6000 vòng trên phút. Xe sử dụng phanh trước ở đĩa, sau tăng trống. Xe sử dụng mâm xe hợp kim nhôm 16 inch. Về ngoại thất, cụm đèn trước dạng bóng halogen có tích hợp cảm biến đèn pha tự động, có đèn LED định vị ban ngày cụm đèn hậu dạng led gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện gập điện tích hợp báo rẽ xe có trang bị thanh giá nóc về nội thất và tiện nghi xe trang bị ghế da chỉnh cơ hàng ghế trước xe có trang bị màn hình thông tin tft 4.2 inch bên cạnh là màn hình giải trí đa phương tiện cảm ứng 8 inch về hệ thống âm thanh xe được trang bị 6 loa về hệ thống điều hòa xe trang bị điều hòa cơ có cửa gió điều hòa sau xe trang bị chìa smart key để nổ bằng nút bấm đồng thời có tích hợp khởi động từ xa. Hàng ghế thứ hai của xe thì gặp được 640. Về hệ thống an toàn, về túi khí, xe được trang bị hai túi khí cùng với những tính năng an toàn cơ bản như là chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, xe có camera lùi và cảm biến so. Và chính sách bán hàng đầu tháng 11 đã có sự thay đổi, anh em được giảm thêm tiền mặt so với thời điểm tháng 10 vừa rồi và mức giảm là 7 triệu. Giá bán cuối cùng cho anh em là. 532 triệu. Ngoài ra vẫn sẽ tăng anh em một số những phụ kiện khác nữa. Với giá bán 532 triệu, giá xe ra biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp, em xin phép cập nhật chi tiết lại cho anh em để anh em nắm được như sau. Anh em ở Hà Nội ra biển số sẽ là 586 triệu, cần trả trước 133 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 566 triệu, cần trả trước 114 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 561 triệu, cần trả trước 109 triệu. Và biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 580 triệu, cần trả trước 128 triệu. Như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng, gói vay tối đa là 85% giá trị xe, sẽ tương đương với số tiền là khoảng 452 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm. Thì gốc lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7,4 triệu. Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Và phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Kia Sonet bản AT Luxury. Về thông số kỹ thuật, phiên bản Luxury có những trang bị vượt trội hơn so với phiên bản Deluxe, cụ thể như sau. Xe được trang bị phanh đĩa cả bốn bánh chứ không còn là tăng trống nữa. Có thêm các chế độ lái đó là Eco, Normal và Sport và có thêm 3 chế độ địa hình đó là tuyết, bùn lầy và cát. Về ngoại thất, cụm đèn trước được nâng cấp lên dạng bóng LED, có thêm cánh lướt gió. Về nội thất và tiện nghi, vô lăng được bọc ra trong khi đó bản Deluxe thì là nhựa tổng hợp thôi. Hệ thống điều hòa thì được nâng cấp lên điều hòa tự động rồi, không còn là điều hòa cơ như bản Deluxe nữa. Về hệ thống an toàn thì có thêm cảm biến áp suất ngoài ra thì có thêm điều khiển hành trình và giới hạn tốc độ mà SLA. Và chính sách bán hàng thời điểm đầu tháng 11 cũng đã có sự thay đổi, anh em được giảm thêm tiền mặt so với thời điểm tháng 10 vừa rồi, và mức giảm cũng là 7 triệu. Giá bán cuối cùng cho anh em bây giờ là 572 triệu. Ngoài ra thì vẫn sẽ tặng anh em một gói phụ kiện cơ bản khác nữa. Với giá bán 572 triệu, giá xe ra biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp, em xin phép cập nhật cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội ra biển số sẽ là 628 triệu, cần trả trước 142 triệu, các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 609 triệu, cần trả trước 122 triệu, các tỉnh áp thuế 10% thì sẽ là 603 triệu, cần trả trước 117 triệu và biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 629 triệu, cần trả trước 143 triệu. Như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là 486 triệu, tương đương với 85% giá trị xe. Trong thời gian vay tối đa là 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7,9 triệu. Tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần. Và phiên bản thứ ba, phiên bản cao cấp nhất đó là chiếc Kia Sonet bản AT Premium. Về thông số kỹ thuật, phiên bản này có những trang bị vượt trội hơn so với phiên bản Luxury, cụ thể như sau. Về ngoại thất thì chiếc Kia Sonet bản Premium được trang bị cửa sổ trời. Xe có trang bị đèn sương mù dạng bóng LED. Về nội thất và tiện nghi, bản Premium được trang bị ghế lái chỉnh điện. Xe có màn hình AVN giải trí trung tâm to hơn, cụ thể là 10,25 inch. Về hệ thống an toàn, ngoài các tính năng an toàn như bản Luxury, bản Premium được trang bị thêm những tính năng an toàn vượt trội, đó là xe được trang bị 6 túi khí, Ngoài ra thì không hơn gì so với bản Luxury nữa Và chính sách bán hàng thời điểm đầu tháng 11 Cũng đã có sự thay đổi Anh em cũng được giảm thêm tiền mặt nữa Mức giảm cũng là 7 triệu Và giá bán cuối cùng cho anh em Hiện tại bây giờ là 617 triệu Ngoài ra thì vẫn sẽ tặng anh em một số những phụ kiện khác nữa Với giá bán 617 triệu Giá xe ra biển 65 bánh cùng với những thông tin trả góp Em xin phép cập nhật cụ thể cho anh em Để anh em tham khảo như sau Anh em ở Hà Nội ra biển số sẽ là 676 triệu cần trả trước 151 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 656 triệu, cần trả trước 132 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 650 triệu, cần trả trước 126 triệu. Và biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 670 triệu, cần trả trước 145 triệu. Như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng, gói vay tối đa là khoảng 524 triệu. Trong thời gian vay tối đa là 8 năm, thì gốc lãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8,6 triệu. Tháng thứ hai trở đi, cũng sẽ theo dư nợ giảm dần. Và giá xe gia đình số lăn bánh của ba phiên bản Kia Sonet em tính trong video đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể xem trên màn hình giúp em. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí đó là bảo hiểm thân vỏ cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Hai khoản này anh em mua trả thẳng thì không bắt buộc. Về nguồn cung hàng hóa của các phiên bản Kia Sonet tùy thuộc vào phiên bản và màu xe anh em lựa chọn anh em xem video gặp tại điểm nào thì liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em theo số điện thoại để góc phía dưới bên trái màn hình để bên em kiểm tra lộ trình kế hoạch xe cộ cho anh em. Như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Kia Sonet thời điểm đầu tháng 11 em cập nhật cho anh em. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.